Sao cô không dám vô? Thấy ông vậy làm đau mũi, vô nước biển sợ, thấy thương quá không dám vô. Dạ mình không dám nhìn ha, đau đớn lắm. Ông đi trước chắc tôi đi sau quá, tôi buồn quá. Thì tổng cộng là 6.650.000 à, cô dặn túi ở đây ha. Dạ. Chị thay mặt Mạnh Thường Quân cảm ơn lòng hảo tâm của Mạnh Thường Quân. Thì bây giờ là các anh em đã vừa đến nơi rồi, đang chuyển những cái đồ làm đám tang vào bên trong để hỗ trợ. Theo như nhân được nắm thông tin ban đầu thì đây là một ông cụ, và cái hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Ông cụ thì hiện tại đang nằm ở phía trong này, đã trả từ bệnh viện về rồi. Khi còn sống thì gia đình phải sống nhờ ở chuồng gà đúng không anh Nhật? Đúng rồi, ở ngay bên đây là ở chuồng gà nè. Dạ. Người ta cho ở nhờ tại vì không có tiền nên khó khăn quá, ta cho ở nhờ. Anh Nhật nhận ca này như thế nào anh? Thì ca này là anh Minh ở bên phòng công tác xã hội của bệnh viện quận 2 á, có gọi điện cho bên Nhật thì nhờ hỗ trợ đưa về bên quận 9 giùm, và dặn luôn là khi nào mà chú mất, tại vì chú yếu lắm rồi, khi nào chú mất thì nhờ bên anh Nhật lo giúp giùm cho cái vấn đề mai táng, tại cổ khổ lắm. Thì nói thì đồng ý rồi, sáng anh em tài xế liên hệ với gia đình thì báo là đưa chú về, thì đưa về đây là người nhà báo mất chiều nay. Mất 3 giờ. Mất 3 giờ. 3 giờ hả cô? 3 giờ. Dạ. Ông cụ là bao nhiêu tuổi rồi anh? 76. 76. Dạ, còn cô là vợ cô hả? Là em vợ. Em vợ. Ừ. Dạ. Còn vợ của ông cụ đâu rồi? Cô dạ dạ. À, thì hình như là ở nhờ thôi đúng không anh? Ở nhờ, người ta thương người ta cho ở nhờ, chỉ ở có nhờ ở đây thôi. À, một chút nữa thì mình sẽ làm đám ở đâu anh Nhật? Mình làm ở đây luôn, cạnh cái chuồng gà này luôn. Đúng rồi, đây là cái chuồng gà nè. Dạ. Chắc cũng hoàn cảnh khó khăn nên phải ở nhờ ở đây ha, tí gặp bà cụ rồi chia sẻ kỹ hơn. Dạ dạ. Vậy là mình giờ mình sẽ làm lòng rạp ở đây luôn. Lộng, đúng rồi. Hòm lát nữa quay mình đưa vô đây luôn. Dạ. Trong những ngày vừa qua thì như anh Nhật có chia sẻ trong cái video trước á, là cũng đã có rất nhiều những cái ca mất trong cái mùa Tết. Dạ đúng. Đặc rồi. Đặc biệt là từ mùng 2 cho đến suốt hôm nay thì anh Nhật là gần như không nghỉ ngày nào hết. Dạ đúng rồi. Cứ phải mai táng hỗ trợ cho bà con ở Sài Gòn lẫn dưới miền Tây. Dạ. Các tỉnh luôn chứ không phải riêng cái tỉnh Sóc Trăng không nữa. Vậy thì cái số lượng áo quan hiện tại bây giờ là còn không anh Nhật? Hết luôn rồi. Hết luôn rồi hả? Hết luôn, không còn cái nào luôn á. Dạ. Thì bắt đầu bên phía Nhật Tâm định ngày mai đăng bài kêu gọi ai ủng hộ được gì ủng hộ. Dạ. Chứ bây giờ bình quân á, nếu mà bên Nhật Tâm tính á, là nếu mà phục vụ ở Sài Gòn là Bình Dương, Đồng Nai với Sài Gòn với Long An á, với tất cả tỉnh miền Tây á, thì bình quân là một tháng Nhật Tâm đẩy ra khoảng 100 cái hòm. Trời ơi, 100 cái hả? 100 cái. Một cái con số mà... Một con số... Thật sự là đáng buồn á. Đúng rồi. Dạ. Rồi mình tránh ra cho các anh vô luôn cái. Cho nó ngay chứ rồi, kéo anh chạy xếp.
Rồi, vô nữa. Thì thời gian qua thì Nhật Tâm cũng chia sẻ luôn là cái vấn đề mà Mạnh Thường Quân mà ủng hộ Áo Quang thì nó bị ảnh hưởng cái vấn đề từ thiện của những hội nhóm kia. Thì đâm ra Mạnh Thường Quân mà ủng hộ Áo Quang nó không có nhiều. Dạ. Rồi thôi Nhật cứ nghe điện thoại đi, em trò chuyện với người nhà ha. Dạ, cô là vợ của ông cụ mất đúng không cô? Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? Tuổi thân. Dạ. Tuổi thân 60 mấy. Dạ, 60 mấy rồi ha. Dạ. Ông thì có bị bệnh gì không hả cô? Không, rồi nào người đi bán số vợ chồng sống mà sau ngã bệnh xuống cái nằm vậy. Dạ. Ừ. Mà mình có biết là bị bệnh gì không? Bác sĩ có nói bệnh gì không? Bị phổi. Phổi ha. Dạ. Có bị Covid không? Không, không có bị Covid. Dạ, bị lao phổi bình thường. Dạ. Chắc là cũng lao lực quá đúng không? Dạ. Đi bán số ngày đi luôn. Dạ. Rồi hai vợ chồng là đi bán vé số suốt như vậy đó hả? Dạ. Ngày nào cũng đi hết, bán bao nhiêu năm rồi? Đi đây cho mà cho ở mười mấy năm, bán số mười mấy năm. Dạ. Quê của cô ở đâu? Ở dưới thành phố. Nhưng không có nhà, lên đây tụ nghiệp người ta cho ở thì cái không có đóng người. Mình không có đóng tiền tò. Thành phố là ở đâu ta? Thành phố Bến Tre. À, thành phố Bến Tre ha. Ừ. Dạ. Ừ, rồi lên trên đây là mình để đi mình kiếm tiền mình sống. Dạ, đó đúng kiếm không? Kiếm tiền sống. Dạ. Không có nhà. Không có nhà. Ừ. Rồi có con cái gì không? Có đứa con gái, đứa con trai. Đó là con rể. Dạ. Ở đây hết luôn. Dạ, ở đây hết luôn. Rể rồi con gái rồi đi bằng hết trơn. Dạ. Hai chồng đi bán số. Người ta thương người ta cho ở nhờ hay sao dạ, cô? Dạ, ta thương người ta cho ở nhờ. Dạ. Con nghe nói ở đây là ở trong một cái chuồng gà hả? Mình có câu hay sóc gì cho người ta không? Ở đây đất rộng á. Người ta cho ở, người ta nuôi gà, mình cũng coi phụ á. Dạ. Còn cái nhà tiền chén này là để sử dụng để làm cái gì cô? Em nuôi gà đồ á. À. Rồi còn cô là ở đâu? Ở đây luôn nè. Ở đây luôn á dạ, hả? Dạ, nấu ăn ở đây vậy. À, là này là chỗ nấu ăn nè đúng dạ, không? Nấu ăn. Người ta cho bàn, cho ghế rồi á. Rồi ngủ thôi là ở đâu? Ngủ ở đây rồi, ổng rồi ngủ đó rồi. Tôi tải dưới đất á. Dạ. Tải đất ngủ. Cô ngủ dưới đất, còn mấy con cháu mấy cũng con ở đây cháu, luôn? Mấy con cháu ngủ ké bên đây. À. Rể với con trai được á, ngủ ké bên đây. Dạ. Thì như vậy là ông là đổ bệnh là cách đây lâu chưa? Nay hôm nay cũng là 3-4 tháng rồi đó. Dạ. 2 tháng mấy 3 tháng gì? Có nằm viện không hay nằm có, nhà? Có nằm viện á. Nằm viện đợt trước rồi cái ổng đòi về. Cái này về cái về nhà đâu mười mấy ngày mệt quá, cái ổng nói thôi giờ chở ổng vô bệnh viện đi, ổng mệt quá. À. Dạ. Vô 2 lần á. Vậy là cũng nhập viện mấy lần rồi. Rồi nằm rồi về vậy đó. Ừ. Đến hôm nay thì bác sĩ trả về. Yếu rồi, bác sĩ trả về. Dạ. Hồi trưa con có xem được cái video á là khi mà về thì hình như vẫn còn oxy đúng không? Dạ, cô? Oxy. Bóp á. Bóp vậy nè. Rồi mà cái tự nhiên cái ông làm cái khì rồi có lấy ra ông đi luôn. Dạ. Bóp bong bóng á. Dạ. Như vậy là trước những cái ngày mà ông mê man á là ông có kịp nói với cô cái gì không? Ngồi ngã bệnh thì cái vô bệnh viện luôn. Có con gái á. Dạ. Nói với con gái á. Có kịp trăn trối gì không? Tham gia với con gái nhiều. Tôi không thấy ông vậy tôi không dám vô. Gái nuôi không à. Nói chuyện với con gái. Dạ. Sao cô không dám vô? Thấy ông vậy làm đau mũi. Vô nước biển sợ. Thấy thương quá không dám vô. Dạ. Mình không dám nhìn ha. Đau đớn lắm. Nhớ ra đi chịu đừng đi vô. Cám không dám vô. Người cô ở nhà cô đi bán vé số. Hồi ông bệnh bây giờ buồn quá không có đi. Không đi luôn hả? Ừ.
Rồi sao có tiền để trang trải? Không thấy hồi mẹ ở nhà đi, ba bệnh thì mẹ ở nhà đi, mẹ đừng đi bán nữa, mẹ ngã bệnh nữa, con khổ nữa, con không có tiền, con lo. Dạ. Rồi lúc mà khi mà ông mình biết đó là ông không có qua khỏi nữa đó, dạ, thì mình chuẩn bị tiền đám tang mình chuẩn bị được bao nhiêu? Mấy số dành dụm được mấy chục triệu, ông đi bệnh viện hết trơn, không còn đồng nào chưa được. Chữa bệnh cho ông là hết luôn rồi? Ừ, hết luôn. Dạ. Lần trước mới vô chưa gặp Mạnh Thường Quân á, thì tiền nhà còn ba mấy triệu để dành á, vợ chồng đi bán số dành được ba mấy triệu rồi, chưa hết trơn luôn. Dạ. Không còn đồng nào chưa? Không còn đồng nào hết. Thì nếu như mà mình không nhờ được đội của anh Nhật đây thì mình đi vay mượn hay là như thế nào hả cô? Không có này chắc cũng không biết làm sao chôn cất ổng. Dạ. Được rồi, mừng hết rồi luôn á. À, như vậy rồi mình dự định là mình sẽ hỏa thiêu rồi mình đưa vào chùa hay là đưa về quê hả? Dạ, cô? Quê không có. Quê không còn nhà cửa gì hết. Quê không có, vô chùa. Dạ thì hôm nay á, con đồng hành cùng với đội mai táng từ thiện. À, thì đội của anh Nhật lo cho cô cái đám tang về miễn phí, về quan tài, rồi về chuyến xe đưa từ bệnh viện về, rồi sẽ hỗ trợ đưa đi hỏa táng nữa. Thì giờ con xin trích ra từ quỹ hỗ trợ những đám tang khó khăn, con gửi cho cô thêm một ít ha. Thứ nhất á, thì để cô có tiền ngày mai cô đi làm thủ tục cô hỏa thiêu. Rồi còn dư lại thì mình để mình cúng cơm cho ông, cho chồng trong những cái ngày sắp tới ha cô. Dạ. Thì con có cái danh sách đây, con đọc danh sách một cái ha. Dạ. Dạ. À, nhân xin trích từ quỹ hỗ trợ những đám tang khó khăn thì nhân xin trích của Hưng Quách ở Mỹ 100 đô Mỹ, Mạnh Thường Quân Biên Hòa 1 triệu. Mạnh Thường Quân giấu tên 50.000, anh Lê Văn Thái 500.000, cô Tuyết Đặng ở Mỹ 100 đô Mỹ và Hoàng ở An Sương là 500.000, thì tổng cộng là 6.650.000. À, cô dặn túi ở đây ha. Dạ. Chị thay mặt mà Mạnh Thường Quân cảm ơn lòng hảo tâm của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của đuôi vậy. Dạ rồi thôi, thành đã cảm ơn. Dạ dạ, mình cố giữ bình tĩnh ha. Dạ dạ. À, thực sự thì ông cụ đi như vậy, chồng cô đi như vậy, cô buồn lắm đúng không? Dạ buồn lắm. Dạ. Hồi trước thì còn hai người thủ thủy ha. Dạ dạ. Hồi trước hai vợ chồng đi bán vé số chung hả cô? Dạ, bán số chung. Dạ. Ông đi trước, chắc tôi đi sau quá, tôi buồn quá. Dạ. Thôi, ráng giữ sức khỏe, còn lo cho ông cái đám tang tươm tất nữa nha cô. Dạ. Dạ, rồi thôi giờ cô có soạn sửa đồ đạc gì thì cô làm ha. Dạ. Dạ, cất tiền coi chừng rớt nha. À, đám này thì mình coi giờ là 8 giờ hả anh Nhật? Thì lúc đầu á thì Nhật Tâm có nghe bên gia đình báo á, thầy coi 12 giờ đêm liền. Rồi xong cái là rồi 12 giờ trưa mai ngày nào cũng được hết. Rồi đem đi thiêu, muốn đưa đi giờ nào đưa. Đó, cái Nhật Tâm nói ủa thầy coi cái gì mà kỳ á, coi mà chỉ biết lấy tiền thôi mà không có tâm chút xíu nào coi cái giờ. Mình coi giờ cho người mất là cái đó là một cái phúc báo. Rồi mình làm cho gia đình công việc được suôn sẻ, đó là cái phước báo thứ hai. Thầy coi mà không có tâm, thầy coi vô 12 giờ đêm mà giờ tuyệt mạng, kéo hết cho nguyên gia đình là đâu có được. Nên Nhật Tâm phải coi lại cái giờ để tấn liệm và cái giờ để động quan cho gia đình. Thì coi lại cái giờ của cụ mất với coi cả gia đình đó. Thì 8 giờ Nhật Tâm cho liệm, rồi tuổi nào kỵ Nhật Tâm cũng đưa ra luôn. Rồi tới bữa động quan tuổi nào kỵ Nhật Tâm không có cho vô. Mình làm sao để cho gia đình người ta, tại vì người ta đã khốn khổ rồi thì mình phải giúp làm sao để cho gia đình người ta vượt lên cái phần cái phước đức của gia đình nữa. Chứ mà coi chỉ biết mấy thầy bây giờ nói thiệt là nản luôn á, coi chỉ biết lấy tiền xong xuôi hết rồi thôi á. Còn vấn đề mà cuộc sống của người ta như thế nào, hậu quả như thế nào, mặt bay Nhật Tâm cũng bó tay. Yeah. Nên nhiều khi á, người nhà á, không có một cắc trong túi mà phải đi coi thầy.
coi thầy xong xuôi hết rồi, vừa nhà kêu kiếm thầy không có, kiếm thầy không có, cái bắt đầu nhờ bên Nhật Tâm coi ngày giờ động quan tẩn liệm giùm. Cái Nhật Tâm coi xong xuôi hết rồi, cái người nhà nhiều trường hợp gọi ngược lại, thôi chú ơi tôi có ông thầy coi rồi, không biết đường đỡ luôn á. Nên bất đắc dĩ quá mình mới coi cái vấn đề ngày giờ tẩn liệm cho người nhà. À, trong ngày hôm nay á, thì ngoài đám ở đây thì còn đến hai đám nữa. Đúng rồi. Một đám hình như là ở miền Tây hả anh Nhật? Một đám ở Cù Lao Dung Sóc Trăng và một đám ở chùa Long Hưng. Dạ, chùa Long Hưng thì... Đám bên kia 8 giờ luôn hả? 8 giờ, dạ. Thì nếu như chút mà có được thì mình cũng chạy qua đó. Đúng. Mình xem hoàn cảnh như thế nào. Dạ. Còn giờ thì mấy anh sẽ tranh thủ làm ở đây. Như đó, nó nhân thấy rồi đó. Nên nó... Một tháng mà Nhật đẩy ra 100 cái áo quan này là để mà 100 cái áo quan này mà bây giờ mà để phục vụ tiếp á thì sẽ không đủ. Mà cái vấn đề kêu gọi thì khó khăn. Không biết sao luôn. Bây giờ kết tới đâu tới đó. Dạ. Nói nó đúng luôn, nó thiệt chứ tại không đưa danh sách ra thôi, đưa danh sách mình nợ tiền hòm này thôi. Là chóng mặt luôn, gần cả 100 triệu, rồi chưa kể tiền đồ tan này nọ tùm lum. Là mình mỗi lần kêu gọi là mình trả bớt cho người ta một mớ rồi đó, còn tiền anh em nhiều khi nói thiệt á, với nhân chứ nản, tại vì mình kêu gọi nó khó khăn quá. Rồi phần nữa là kinh tế thời gian qua bị dính dịch Covid á, nó đã khó khăn nữa, năm ra nản. Nhưng mà nếu mà mình buông á thì bà con nghèo như cô vậy sẽ ra sao? Dạ. Nhiều cái hoàn cảnh thực sự mình thấy mà mình không biết diễn tả như thế nào hết á. Nên gắng cố gắng thôi chứ giờ không biết nói gì hơn nữa luôn á. Dạ. Giống như ngay cả hoàn cảnh của cô chú ở đây á thì sống cũng phải sống tạm bợ. Đúng rồi. Ở chỗ mà người ta nuôi gà đó thì người ta có chỗ trống thì mình cũng ở đỡ. Đỡ được một cái phần nhà trọ. Nhiều khi thuê trọ lại phải mang nợ nữa. Đúng rồi. Cho nên là ở đây thì cũng đỡ. Rồi giờ đám tang vậy thì để dành có được có mấy chục triệu à. Mà khi mà bị bệnh á phải lo hết cho ông cụ rồi. Đúng rồi. Cũng đâu còn đồng nào đâu. Cho nên giờ nếu như mà mình không giúp thì mình không giúp rồi bắt đầu mượn nợ nữa. Dạ. Giống như là cái đám trước vậy đó. Đúng rồi. Đám của cô trước thì cũng phải ký giấy nợ 50 triệu mới đưa xác con ra ngoài được. Đúng rồi. Dạ. Đó, thì giờ cũng phải mang cái nợ rồi. Ừ. Cho nên là thôi mình cũng cố gắng. Bây giờ mình cố gắng chứ. Dạ. Giờ mình không biết tại sao. Tại giờ tình hình chung mà kinh tế khó khăn thì giờ cũng phải chịu thôi. Ừ. Dạ. Chứ một tháng mà đẩy ra 100 cái hòm này là nhân tính hay quyên cái miền Nam mình là coi như nhà Tâm lo thiếu điểm cũng gần hết rồi. Sài Gòn. 100 chiếc áo quan là 100 cái hoàn cảnh ngặt nghèo. Đúng rồi. Mình nghe cái con số đó thì mình buồn. Đúng. Dạ. Mà giờ rồi bắt đầu mình, tại vì á, thời gian mình không có mà mình đăng bài kêu gọi để mình mua áo quan tiếp vô lại á thì không kịp, tại vì cứ nhân thấy rồi cứ đi như vậy không có, đâu có thời gian đâu. Dạ. Muốn viết bài cái vừa định chuẩn bị lòm còm nó viết bài cái là bắt đầu lại đi nữa cái anh em thì có nhiêu đó quân à, chia ra cái mình cũng phải đi lăn xả, mình đi vô luôn thì để chừa một đống bài kêu gọi đó rồi nó dồn, bây giờ nó đúng luôn cũng cả 100k. Dạ. Chứ mình đâu có thể nào mình bỏ được. Rồi cứ giờ cứ tới đâu tính tới đó. Dạ. Cứ từ từ hy vọng cái chữ gì hộ pháp cho che chở cho nó cũng qua. Dạ. Để có áo quan tiếp tục để phục vụ cho bà con nữa chứ không biết. Dạ. Sao luôn á. Thôi thì cũng cố gắng ha. Dạ. Bàn Phật mình để ngoài đây ha anh. Bàn Phật mình để trong này. À, cái này là mình dựng lên trước thôi đúng mình không? Mình dựng lên trước rồi bắt đầu mình mới đưa vô. À dạ. Mình mới đưa vô rồi bắt đầu đúng 8 giờ mình liệm rồi xong rồi mình bung đồ lên. Dạ. Cho một cái đám hoàn chỉnh.